Vẻ trẻ đẹp khó tin của 14 sao hoa ngữ danh tiếng ngày ấy và bây giờ. Thứ nhất, Triệu Nhã Chi. Triệu Nhã Chi là một trong những nữ diễn viên Hồng Kông nổi tiếng vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Một số bộ phim nổi tiếng của người đẹp sinh năm 1954 như Bến Thượng Hải năm 1980, Phi Ưng 1982, Quan Thế Âm 1985, Kinh Hoa Yên Vân 1987, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 1992. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Triệu Nhã Chi còn có một tổ ấm hạnh phúc bên người chồng thứ hai là Hoàng Cẩm Sâm. Ở tuổi 62, Triệu Nhã Chi tuổi nào vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và quyến rũ. Cô gây sốt với khán giả khi quay lại làng giải trí với chương trình truyền hình thực tế Thần Tượng Đến Rồi. Thứ hai, Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và quyến rũ dù đã bước vào tuổi trung niên. Coi là ngọc nữ của làng điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan trong thập niên những năm 80 và 90. Nhiều bộ phim cô tham gia đều rất ăn khách ở thời kỳ đó như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Chi Đông Phương Bất Bại, Tân Long Môn Khách Sạn, Bạch Phát Ma Nữ Truyện, Đông Tả Tây Độc, Trùng Khánh Xâm Lâm. Người đẹp 63 tuổi là kiều nữ hiếm hoi trong làng giải trí có hạnh phúc bên đại gia. Năm 2015, Lâm Thanh Hà tham gia chương trình thực tế Thần Tượng Đến Rồi và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả về nhan sắc cùng lối ứng xử thông minh, tinh tế. Thứ ba, Ôn Bích Hà. Khởi nghiệp bằng cảnh nóng song hiện tại Ôn Bích Hà lại có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã Hà Tổ Quang. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đẹp Đát Kỷ Trụ Vương cho biết vì sợ mất form nên cô không muốn sinh con. Cô và ông xã cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và cậu con nuôi rất đáng yêu. Ở tuổi 50, Ôn Bích Hà vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, làn da trắng hồng mịn màng cùng mái tóc đen mượt. Thứ tư, Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền hiện đã rời làng giải trí ồn ào và sinh sống ở Canada. Bước vào tuổi 50, ngôi sao thiện nữ u hồn vẫn trung thành với style trẻ trung như quần jean, áo phông, giày thể thao. Dù nhan sắc ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thời gian cùng nhiều phiền muộn trong chuyện tình cảm, song Vương Tổ Hiền vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Thứ năm, Châu Huệ Mẫn. Cùng ý tưởng không sinh con như Ôn Bích Hà, Châu Huệ Mẫn tới nay vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ ngọt ngào và quyến rũ. Cô được mệnh danh là nữ thần không tuổi của làng giải trí Hồng Kông. Để giữ được cơ thể săn chắc và gợi cảm, nữ diễn viên 50 tuổi cho biết cô thường xuyên chạy bộ, tập thể thao và chơi tennis. Thứ 6, Khâu Thục Trinh. Khâu Thục Trinh từng được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của xứ Cảng Thơm thập niên 90 với dòng phim Người Lớn. Kiều nữ 49 tuổi hiện đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng đại gia. Sau nhiều năm giải nghệ, Khâu Thục Trinh bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện năm 2015. Nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian của công chúa Kiến Ninh khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng. Chia sẻ về quá trình bảo dưỡng nhan sắc, Khâu Thục Trinh cho biết cô ăn rất nhiều hoa quả và rau mỗi ngày như táo, lê, dâu tây, củ cải đường và nước ép nho. Thứ 7, Vương Phi. Vương Phi là người đẹp rất trung thành với vẻ đẹp tự nhiên. Ngay cả khi không trang điểm, diva xứ Cảng Thơm trông vẫn rất xinh đẹp cùng nụ cười quyến rũ. Thứ 8, Hứa Tình. Hứa Tình được khán giả biết đến nhiều qua vai diễn thánh cô Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ bản 2001, đóng cùng Lý Á Bằng. Mỹ nhân 48 tuổi khiến nhiều người bất ngờ với thần thái tươi trẻ cùng vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Thứ 9, Lâm Chí Linh. Nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian của Lâm Chí Linh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã bước sang tuổi 43. Chân dài số 1 xứ đài chia sẻ bí quyết làm đẹp của cô là tập các môn thể thao ưa thích như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, tennis, yoga. Thứ 10, Lý Gia Hân. Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hồng Kông và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988 khi mới 18 tuổi. Người đẹp sinh năm 1970 còn được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu Hồng Kông. Ở tuổi 47, Lý Gia Hân vẫn toát ra thần thái quý phái cùng vẻ đẹp tươi trẻ, quyến rũ. 11. Vương Lâm. Vương Lâm được nhiều người biết tới khi đảm nhận vai mợ hai Chanh Chua Tuyết Di trong Tân Dòng Sông Ly Biệt năm 2001. Mỹ nhân 47 tuổi trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nhờ thân hình sexy, năm 2015, Vương Lâm từng được tạp chí SHM Trung Quốc mời làm mẫu ảnh. 12. Trương Đình. Mỹ nhân có má lúm đồng tiền đẹp nhất xứ đài trông vẫn rất trẻ trung và rạng rỡ dù đã bước sang tuổi 47. Ngay cả khi để mặt mộc, Trương Đình vẫn không hề bị kém sắc so với nhiều người đẹp khác.
12. Dương Ngọc Oánh. Khi để mốt mái thưa, Dương Ngọc Oánh trông như một thiếu nữ 20 tuổi. Giọng ca lại thấy đêm mưa hoa, thường ăn kiêng và tập yoga để giữ gìn nhan sắc. 14. Du Phi Hồng. Nàng kinh hồng tiên tử trong Tiểu Lý Phi Đao trông không có nhiều thay đổi so với thuở trẻ, dù đã ở tuổi 46.